nay chúng ta có một trận chiến cực kỳ căng thẳng. Liệu mình có tiêu diệt được cái con quỷ bàn tay trong cái trò chơi lắp đặt những cái bẫy siêu an toàn hay không? Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với lại 10.000 viên kim cương. Hôm nay mình đang có ý định là chuyển hết tất cả những cái này thành mình sẽ chơi một đội hình huyền thoại luôn nha. Ây da, bây giờ mình sẽ thay đây. Bây giờ mình sẽ biết là cái bức tường này đã đồng hành cùng với mình rất là lâu rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ chuyển qua một cái bức tường mới mọi người. Đây, mình sẽ chuyển qua nó và bây giờ mình bắt đầu nâng cấp lên luôn. Ok, lên nào. Lên nữa. Lên cấp 3, cấp 4 nào. Cấp 3 đúng không, cấp 4. Let's go. Mình cần lên càng cao càng tốt nha. Bây giờ là thấy cái cây cọc này là mua liền 100 mấy cái. Ồ, mình mua thẻ bài tới nỗi mua tới 100 mấy cái luôn sao? Ồ, lần này tiền hơi nhiều. À nhầm, lần này hơi nâng cấp hơi bị mạnh luôn đây. Chắc là mình sẽ nâng cấp cái cây súng độc này, súng bắn độc này để làm gì? Để sau này nó thay cho cây súng lửa của mình. Ừ, mình nghĩ là nó sẽ thay cho cây súng lửa mọi người ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại những con chùm thôi. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ đến với lại những con chùm thôi các bạn ơi. Ây da, màn này mình sẽ bày binh như thế này nha. Bày binh bố trận đây, tôi đang cần cây súng lửa mọi người. À, các bạn cũng nhớ là ở video lần trước là mình hướng dẫn là hạn chế mua. Để khi mà mình lên cấp á, sau khi mà mỗi lần mà mình lên cấp, lỡ nó ra những cái thẻ bài tốt hơn, Để mình khi đó mình mới bắt đầu xả tiền ra. Giống vậy nè, đó, bây giờ mới bắt đầu xả tiền ra là khỏe. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mua cái này. Và mua cái con này để nó cộng lại cho mình 46 mana được luôn. Cộng lại mana cho tôi này. Đưa cho tôi con ong luôn. Lên cái này luôn. Lên cái này để lấy luôn. Uầy. Ê, như mình chơi hơi lố tay nhưng mà thôi, mạnh là được, mạnh là được mọi người. Ok. Quên nữa, chúng ta có cái con sâu này. Bây giờ mình không thể sử dụng súng lửa rồi mọi người ạ. Nếu mà mình sử dụng súng lửa thì cái con này nó bắn không tới, cho nên là bây giờ mình sẽ bỏ cái phương án sử dụng súng lửa luôn nha. Tiếp theo là lên mấy con ong thôi, càng nhiều ong càng tốt mọi người. Cái này bán luôn, cái này bán luôn. Giờ lên mấy cái cây này thôi. Ok. Lên thêm một con ong nữa này. Bây giờ cứ cắm full tổ ong là được mọi người. Cái cọc cấp 3 mà nó đạp một cái gãy mở cái cọc của tôi rồi. À, gần cái cọc của tôi gần hư luôn rồi. Ok, mày phá đi, mày ngon mày phá đi. Vẫn được nha. Ok, tiếp tục đi màn tiếp theo nào. Mày vô đây. Tụi mày vô đây. Tụi mày vô đây tụi mày sẽ chết. Cảm giác không ổn á. Trời ơi, nó đập banh cái không được rồi mọi người ơi. Không được rồi, không được rồi. Tiêu diệt để lấy thêm mana đi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Phải nâng cấp thôi, phải nâng cấp thôi. Đây rồi. Bức tường đã lên cấp 2. Mừng quá đi à. Cái con sâu này nó mạnh thực sự. Nó đục một cái là banh bức tường của tôi luôn rồi. Trời ơi, tôi bị lỗ rồi. Ok, thôi kệ đi, kệ đi. Lên cây nỏ thần An Dương Vương đi anh em à. Đây. Tụi mày thích chơi chứ gì. Chơi với tụi mày luôn. Đấy. Bây giờ xây dựng lại cũng không sao, vẫn kịp. Bây giờ lên cái tổ ong hết tiền. Lên cấp. Cây cung cấp 3 mạnh. Rất là đẹp nha. Rồi, đã đến lúc chúng ta nâng sát thương thôi mọi người. Đừng có nâng mấy cái gì bậy bạ nữa. Rồi. Đã đến lúc là mình sẽ chọn sát thương. Bức tường sắp bể rồi. Lẹ. Bất giỡn đi, giỡn hoài ní. Tới đây rồi, mình rất là mạnh rồi. Mình rất là nhiều tổ ong rồi anh em à. Chỉ cần xì bam thêm tổ ong là mình sẽ thắng thôi. Mày định phá nhà tao ư? Không có dễ như vậy đâu. Ok, bán cái này. Lại tiếp tục thêm một cái tổ ong nữa. Ngon lành. Tổ ong. Đây rồi. Bức tường. Quan trọng nhất là bức tường anh em ạ. Banh bức tường. Đẩy nó về. No. Chúng ta đã chiến thắng. Ôi, nó đã mạnh như vậy rồi thì cái con chùm cuối nó sẽ như thế nào? Không được rồi. Phải nâng cấp thêm thôi mọi người ơi. Không được rồi. Bất giỡn cái hình như là đây là một đội hình chưa được tối ưu nhất nữa. Không lẽ bây giờ mình chuyển qua cái bẫy độc nha. Thử xem. A few moments later. Có vẻ là không ổn rồi. Bây giờ trước khi trận đấu bắt đầu mình phải kiểm tra xem là có cái con có cái con này với lại cái con sâu á, nó sẽ đứng từ xa bắn, cho nên là bây giờ mình sẽ không sử dụng cái con này nữa. Nó cấp 8, cây súng lửa của mình cấp 9. Để mình nâng lên coi lên được nữa không. Lên cấp 10 này hình như là cần phải lên cấp 11 đúng không? Nó yêu cầu mình cấp 10 mới tiếp tục. Sát thương 300 mấy, 330, máu 1.500. Còn con này
sát thương có thôi hiểu rồi chứ gì, hiểu rồi chứ gì. Để mình xem coi là mình trận này mình có thắng được hay không nha. Đây cái cột này và súng lửa. Rồi trước hết là như vậy trước đi. Cố lên súng lửa chan, mình tin tưởng vào cậu. Đúng rồi, đốt chuỗi lông cho nó đi. Ê đau dữ vậy. Ơi ơi đấy, các bạn thấy không, tụi nó càng ngày tụi nó càng mạnh, mạnh một cách vô lý luôn hả. Ôi chơi vậy kiểu hút máu người chơi dữ vậy, vậy sao được. Đốt nó đi. Trời ơi cái gì vậy ông nội, rồi dắt ra tới đây luôn. Không ổn rồi. Bình tĩnh. Ồ có sniper à, sniper là nó sẽ bắn cái phần trên luôn. Ui tôi mất đi cái cột rồi, cái gì dã man vậy. Đó, bắt đầu rồi nè. Mình cần phải có cái kia. Từ từ. Đây. Đấy, khi mà mình đặt cái bẫy này vào là nó tự động chạy vô à. Mình cảm thấy may mắn quá anh em à. Bây giờ kiểu khó quá đi. Bây giờ ok, không được hả? Không được thì thôi. Lên cấp 3 luôn. Ui, nó không lên cấp 3 cho mình rồi. Ây. Oh no. Nè, con này nó đục gãy cái bức tường của mình luôn này. Ui, tụi nó còn mạnh lắm anh em à. Nhìn nó kìa. Từ từ. Sẵn sàng chưa? Nó đục banh bức tường của mình luôn này. Oh no. Đây rồi, chạy vô, mày ngon. Ui, nó mạnh quá anh em à. Đây rồi, tuyệt vời. Chùm phụ nó đã như thế này rồi. Vậy thì con chùm mà kiểu con chùm cuối thì sao nhờ? Chỉ là khóc, mình nghĩ là mình khóc thét luôn ấy. A few moments later. Cuối cùng thì nó cũng đã tới rồi. Con chùm cuối anh em à. Chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt nó nào. Mình chỉ mong sao là mình ok là được. Mong sao là mình tiêu diệt nó là được. Đậu rồi. Cái gì vậy? Đây, bức tường đây, ok. Rồi. Chơi tới luôn đi. Bây giờ không thể giữ điểm nữa được rồi. Tụi nó ào vô, tụi nó đập banh nhà mình luôn đó mọi người. Nhanh. Đừng để bức tường bị vỡ. Đây rồi. Đừng. Không kịp luôn á, thiệt. Không kịp luôn. Ok. Nó đập bức tường của tôi kìa. Màn này mình sẽ hết sức tập trung luôn nha mọi người. Nó kinh dị lắm. Bây giờ mình sẽ lên cái này. Ôi ơi, bức tường đâu? Tại sao không có bức tường? Please. Đây rồi. Lạc quan lên anh em. Lạc quan lên, bây giờ chỉ cần lên được cái bức tường nữa là đẹp. Cái này, cứ đi. Ripper, chắc là mình phải cần Ripper đấy. Ây, Shiba. Không ổn rồi. Cố lên. Rồi, thôi xong cái bức tường của tôi rồi. Ây da, rồi thôi xong, mua nhầm luôn. Ok, tôi biết tôi bị gì đó. Hay là bây giờ mình không thèm chơi bức tường luôn anh em. Chúng ta không thèm chơi bức tường luôn. Quá tuyệt vọng rồi. Đúng rồi, rút máu nó đi. Hay quá bạn ơi. Rút máu nó đi, đúng rồi. Mày ngon mày mang về. Bây giờ có thể là mình sẽ thử không chơi bức tường luôn. Để coi mình thắng nổi hay không nha. Ok, nâng cái này lên. Nhưng mà mấy cái súng của mình sẽ banh chành. Quên nữa, mấy cái súng của mình sẽ vỡ tan. Ok. Không chơi bức tường ổn nha. Mình lại cảm giác nếu mà không chơi bức tường thì mình lại ok nha anh em. Được nha, để mình chơi thử cái chiến thuật này. Cái này nặng hơn này. Rồi cái cưa, cái này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chơi cái chiến thuật không chơi bức tường trừ khi mình gặp chùm thôi. Đấy, tụi bay cứ tới đây, tiêu diệt tụi bay hết luôn. Ừ, hay là chơi cái chiến thuật không cần bức tường nha. Ok, được ấy. Xuống đây. Giờ xuống sát đi chứ sao giờ. Ôi, tôi lại thủ được tí màn này này. Nó vô lý tới hợp lý nha. Mình hãy tự tin lên. Với những cái trường hợp như thế này, nở một nụ cười tự tin lên anh em. Lên cái này. Thêm một cái đồ cưa nữa. Lên luôn. Không biết là mình có chống lại con chùm hay được hay không đây. Tiếp luôn anh em. Ok. Mình thấy có vẻ là có hớp nha. Đúng rồi. Mày mang đi đi, mày ngon mày mang đi đi. Phỏng tay bây giờ. Ok. Mình sẽ lắp đặt thêm một cái nữa. Đúng vậy. Ây da. Ê, tự nhiên mình cảm giác là không chơi bức tường nó lại ok hơn nha. Không chơi bức tường nó lại tuyệt vời hơn nha. Ok, let's go. Mình chỉ cần nó không đập bể cái bức. Ây da. Trời, xém bể luôn ấy. Ây, bất giỡn. Không ổn rồi đại vương ơi. Ôi, banh rồi, chúng ta có cái gì banh rồi.
chưa có cái gì banh cả. Cái này ui, tôi không hiểu là sao tôi thủ được tới đây luôn ấy. Bỏ luôn bức tường đi, bức tường phê que đi à. Ây da, cái súng lửa ở bên trên. Đừng, hãy cho tôi tiền trước khi mở cái súng lửa. Tiền đâu? Tiền. Rồi thôi, banh cái súng lửa luôn rồi. Oh no, tụi nó chàng vô. Ôi không, nó bắt đầu chàng vào anh em à. Lên. Trời. Cái gì mà giả man vậy? Không bỏ rồi, không bỏ rồi. Cái bẫy tôi mới vừa đặt ra đó, bớt dở đi anh trai. Chịu rồi, xuống xác thôi mọi người ơi. Không còn cách nào rồi, hết cứu rồi. Cứu sao được nữa. Ây da. Ok, mọi thứ ổn, bức tường mày quất luôn đi. Bức tường. Ok. Đây rồi. Con chùm đâu? Mày bước vô đây. Tụi tao sẽ xuống xác với mày. Anh em tao nguyện quyên sinh vì mày. Tấn công đó anh em. Ô. Ê. Nó đem cục gì lên đúng không? À, hai cục gạch dưới đây. Và cuối cùng mình đã chiến thắng rồi. Mình đã tiêu diệt được rồi. Ok. Xong rồi. Con chùm mà chết thì. Ê, mang đi đâu vậy? Hên mình đã nâng một cái kỹ năng là nguyền rủa mọi người. Và cuối cùng thì mình đã vượt qua màn này rồi. Ui, cái trò này càng ngày càng khó nha anh em. Không đùa được. Ok, vậy là cuối cùng mình cũng đã vượt qua màn thứ tư rồi. Màn thứ tư mà chế độ bình thường nó đã như vậy rồi, thì nếu mà chuyển qua chế độ khó nó sẽ như nào? Hết chơi luôn á, hết cứu luôn á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye, peace.